Sáng nay, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết đến dự và phát biểu chỉ đạo. Năm 2020, Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Tổ chức các quận, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm Ban Thường vụ Thành ủy giao, nhất là công tác lãnh đạo chỉ đạo thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Ngoài thực hiện khối lượng lớn công việc chuyên môn thường xuyên và đột xuất, ngành tổ chức xây dựng đảng thành phố đã tham mưu các giải pháp mới, vừa triển khai nghiêm túc kịp thời các chủ trương của Trung ương trong công tác xây dựng đảng. Bên cạnh kết quả đạt được, ngành tổ chức xây dựng đảng vẫn còn một số khó khăn hạn chế như công tác cải cách hành chính trong một số khâu của công tác cán bộ chậm được cải tiến. Công tác đánh giá cán bộ tuy có nhiều đổi mới nhưng hiệu quả chưa cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng chưa đồng đều. Công tác phát triển đảng viên tại địa bàn dân cư, vùng đồng bào có đạo, trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước gặp nhiều khó khăn.